Hello, em xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh em về 5 mẫu Zippo em có trưng sẵn ở trên này ạ. 3 mẫu đời xưa và 2 mẫu La Mã. Trước khi đi vào từng mẫu thì em xin gửi lời cảm ơn đến anh em đã ghé thăm kênh Zippo Gò Vấp USA chính hãng của em. Và về phương thức giao dịch thì hôm nay em xin không nhắc đến. Anh em nào muốn giao dịch thì có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc nhắn tin Zalo. Em có ghi số điện thoại ở dưới màn hình nè. Và bây giờ em xin phép muốn giới thiệu đến anh em về mẫu Zippo La Mã trước tiên. Dạ, cái này à. Dạ. Cái này là cái này là chất liệu của nó là cốt đồng mạ chrome HB bóng, hay tiếng Anh hay còn gọi là High Bubbles. Chủ đề của nó là về chủ đề xe Chevy Truck. Và cây này được sản xuất vào năm 1996. Em đang quay mộc đáy cho anh em xem ạ. Mộc đáy của nó sẽ nhập là X2 gạch tháng S. Mộc đáy lõm hàng nội địa Mỹ. Và bây giờ em con này với tình trạng là mới kèm hộp. Là hộp của nó đây ạ. Phía sau của hộp, mặt phía sau của hộp thì nó có giấy. Con này với tình trạng mới thì em sẽ quay từng góc cạnh để cho anh em xem nhìn kỹ rõ hơn nha. Tại con này nó có độ bóng nên nó sẽ dễ bám vân tay, dấu vân tay. Tình trạng của nó là đẹp, cạnh này đẹp. Em quay rất là chậm luôn á, để cho anh em nhìn kỹ và rõ hơn. Con này là âm thanh. Bên trong buồng đốt của nó vẫn còn bụi bám. Ruột là cũng dập là X2 gạch tháng S, ruột vỏ chủng đời trùng khớp với nhau. Và cây này thì em xin phép Zalo đến các anh em là có giá là 1,7 triệu, miễn phí ship và tặng một bịch đáng. Dạ, cây này là 1,7 triệu nha anh em. Anh em muốn Zalo cây nào thì xin vui lòng chụp lại màn hình gửi qua Zalo cho em nha. Và cây thứ hai là em cũng muốn đề cập đến, đó là cây La Mã này. Cây La Mã này thì chất liệu của nó cũng tương tự như, cũng như, giống như cái cây hồi nãy là cốt đồng mạ chrome HB bóng. Chủ đề của nó là Salem thì theo em tìm hiểu này là nói về thuốc lá Salem. Em blend riêng theo máy. Con này với tình trạng cũng là new mới kèm hộp. Để em quay các góc cạnh anh em nhìn rõ hơn nha. Con này có xước tơ nhẹ mặt sau. Tại vì HB bóng nên cái nhìn xước tơ nó sẽ rõ hơn là cái dòng là mạ chrome phay xước. Con này thì được sản xuất vào năm 1991. Mộc đáy nó dập hơi mờ một xíu nhưng mà khi cầm ra ngoài tay á, thì anh em sẽ nhìn rõ hơn lúc em quay à. Dạ, anh em thấy chưa? Con này là âm 2. Để em quay bên trong lòng buồng đốt cho anh em xem nha.
bên trong đẹp. Ruột mờ của ruột của nó là ruột mờ giai đoạn 588 đến 93 nha anh em. Ruột mờ đúng giai đoạn. Chặn xăng của nó là chặn xăng không có chữ. Em biết thì qua năm 92 thì chặn xăng của nó là chặn xăng có dòng chữ như dòng bên này năm 96 ạ. Cây này cũng đẹp nên em không nói gì thêm. Em xin phép giao lưu cây này có giá là 1.800 liêu họp. Là 1.800.000 ạ. Và cây tiếp theo là em cũng muốn đề cập đến anh em cũng là một cây mới nhưng mà về dòng xưa vào năm 1979 người ta thường hay thích cây 79 là cây nói về thần tài á. Là cây này là mới kèm hộp nhưng mà cái hộp của nó chủng đời cùng dòng brass. Quay em nói nhầm là cùng dòng là cốt đồng mà Jerome Fay xước là brass finish. Là đây à. Cái hộp này thì nó bị rách nên em có dán khéo lại các góc cạnh của nó nha. Cây này thì cốt đòn mạ Jerome Fay xước, vân xước á, anh em nhìn thấy nó xước xước. Cái đen này là tem giá lúc hồi xưa. Cây này thì được sản xuất vào năm 1979. Mộc đáy của nó là mộc đáy lõm vào bên trong, ba gạch sắt. Anh em cứ yên tâm nha, hàng bên em cam kết hàng đúng hãng, chính hãng. Nếu anh em phát hiện hàng fake thì em xin đền bù 100% giá trị đơn hàng đó cho anh em nha. Các góc cạnh đẹp. Có nhiều anh em thắc mắc là tại sao mà cái dòng 79 này blend trơn mà lại có giá tiền nó lại cao hơn những cái dòng mà cũng là 79 nhưng mà có khắc. Là theo em hiểu là cái thường là công ty sản xuất nó sẽ ra một loạt và nó khắc lên để có thể nó tặng hay là nó đặt hàng theo số lượng á, còn nó sẽ sót lại một cây không có khắc nên là cái giá của nó hoặc là có thể gọi blend trơn này là có thể là khó tìm hoặc là hiếm, kiểu như sót lại một hai cây á, không có khắc. Con này với tình trạng là new full box. Còn mới nên cái bản lề của nó hơi rít nhưng mà khi xài một thời gian á, là bản lề nó bình thường lại nha anh em. Nó hơi rít nhưng mà âm nó cũng vẫn hay ạ. Con này buồn đốt đẹp hoàn toàn, chốt tán của nó vẫn còn xanh. Bên trong đẹp. Năm 79 thì ruột của nó sẽ là ruột hai mặt chữ ạ. À. Tại vì qua năm 76 là bắt đầu là ruột hai mặt chữ. Tại vì nhiều lúc á, em hôm nay em mới làm tập làm YouTube đó nên có nhiều lúc em có nói gì sai thì anh em có thể bỏ qua giúp em nha. Là con này là đẹp hoàn hảo. Con này thì em xin phép giao lưu đến anh em là có giá là 4.1 triệu. Có hộp new, hộp new có hộp. Và em xin phép lên cây này là cây 565. Em nhìn thấy rõ không ạ? À? Cây này thì cũng là cây cốt đồng mà Jerome Fay xước nhưng mà chủ đề của nó là chủ đề khắc ăn mòn phủ sơn
săn bắn, gọi là hunter á, nguyên một bộ sưu tập hunter à. Để em quay các góc cạnh anh em xem nha. Con này thì được sản xuất vào năm 1965. Là mọc đáy của nó là có một chấm. Anh em nhìn thấy có một chấm bên tay trái không ạ? Con này với tình trạng là đã qua sử dụng, em có vệ sinh sạch sẽ thì khi anh em giao lưu về á, là anh em chỉ có chăm xong rồi xài luôn. Và con mặt sau bên này thì nó có hơi bị nổ trơ một xíu, nhưng mà không đáng kể à. Trên nắp của nó thì hơi gạch bị xước. Dạ, em quay gần cho anh em xem nha. Dạ, đây ạ. Cái này là xước vừa chứ không có xước sau. Nếu mà xước sau là em để nghiêng dài là anh em sẽ thấy. Dạ, âm cũng có vẻ tốt. Hàng đã qua sử dụng như vậy là quá ok à. Bánh xe bán lửa nha anh em, lưỡi gà của nó là lưỡi gà lá lúa nè. Năm 65 là vẫn còn lưỡi gà lá lúa à. Bát nằm giữa trùng khớp với vỏ. Bát bên nằm giữa à. Anh em nào thích cái dòng mà về săn bắn thì có thể rinh em này về xài lờ viết số luôn à. Dạ, cây này thì em xin phép giao lưu đến anh em là có giá là 2,7 triệu. Dạ, 2,7 triệu nha. Và đến cây cuối cùng em muốn nói đến anh em á, là cái cây này. Cây này tại sao là em lại để giá là 7,5 triệu. Là cây này là được là cây năm 1948, là rất là lâu luôn rồi đó. Là anh em nhìn nó sẽ khác với cái đường văn hồi. Đường văn này nha, đời xưa này sâu hơn năm 48, còn đây năm 79. Thì cái đường văn của năm 48 thì nó nhìn nó mượt hơn. 48 của nó thì là bản lề của nó là bản lề ba cháu zin. Dạ, em quay kỹ bản lề cho anh em xem nha. Các góc cạnh còn đẹp. Con này là nếu mà anh em sưu tầm là có giá trị lắm ạ. Tại hàng này khó kiếm, hàng ba cháu khó kiếm. Rất tiếc mặt sau nó hơi bị xước. Trên nắp nó hơi dăm kim nhẹ. Mọc đáy là ba hàng chữ. Anh em nhìn rõ không ạ? Để em quay chậm cho anh em nhìn rõ hơn. Rồi em quay chậm quá thì cái dung lượng thời gian thì nó hơi lâu, nên anh em cố gắng nán lại xem cho hết clip nha. Emblem của nó thì emblem là nghi riêng hãng. Tại vì phía trong lòng ruột á, nó có cái dấu hàng luôn. Dạ, ruột của nó là ruột niken. Dạ, con này em cũng có làm vệ sinh rồi. Đây nè, cái dấu vòng tròn của Vinh. Vòng tròn kiểu như là hàng có dấu vết hàng của emblem này nè. Tại con này có giá trị hơi cao á, nên em sẽ quay chậm và cận cảnh cho anh em để nhìn rõ hơn. Ruột của nó đây là ruột niken. Bánh xe sọ chỉ. Dạ, bánh xe sọ chỉ. Lưỡi gà của nó là lưỡi gà gù. Dạ, nó gù gù ngay chỗ trong góc này ạ. Tới giờ mà này là ruột niken, nhưng mà anh em nhìn nè, nó bấm loáng luôn. Nó vẫn còn dấu vết tròn của vết hàng á, của emblem hai cây súng hồi nãy à.
búa còn bén. Con này thì đã qua sử dụng mà. Để em test cái bánh xe cho anh em xem nha. Còn hoạt động rất là tốt. Cây này thì như ban đầu em nói là được sản xuất vào năm 1948. Vẫn còn hoàn hảo, gọi là hơi hoàn hảo chứ không thể, em quên là gọi hoàn hảo, hơi hoàn hảo một xíu. Nhưng mà đến giờ là gọi là tuyệt vời rồi. Cây này em xin phép giao lưu đến anh em là có giá là 7,5 triệu. Miễn phí ship và tặng anh em là bịch đá gồm 5 đá đỏ như thế này ạ. Và trước khi kết thúc Zalo thì em xin cảm ơn các anh em đã theo dõi hết clip của em. Và nếu anh em thấy hay thì cho em một like và một đăng ký kênh để theo dõi clip của em mỗi ngày vào lúc 16 giờ đến 17 giờ. Dạ, em xin cảm ơn anh em và tạm biệt anh em.